chào các bạn đang theo dõi video của mình. Hiện tại mình đang test bộ Array. Bộ Array này cho khách hàng ở An Giang. Bộ này trị giá là 92 triệu. Và mình giới thiệu sơ qua cái cấu hình bên mình đang đi. Và thứ nhất là gồm 3 cặp loa Array IT 4 tấc. Đây, loa Array IT 4 tấc nha các bạn. Đây, dòng này là mẫu mới nhất. Mẫu mới nhất của bên mình. Hoạt động ở ngoài trời rất là hiệu quả, tiếng sáng và đi xa rất là lực nha các bạn. Đây, 3 cặp loa Array. Đó. Và dàn loa này thì được nâng cấp sử dụng một cặp súp đơn IT A118P. Đây là mẫu súp mới nhất hiện nay, có công suất rất là lớn. Cái dàn này cấu hình thì bên mình cấu hình cũ thì là đang đi súp hầm đôi ADMAX. Nhưng mà khách hàng bây giờ họ đã có khách hàng bên mình nên thì đã chọn và nâng cấp lên dòng súp IT này. Mặc dù là súp đơn thôi nhưng mà nó cho một cái công suất rất là lớn, gần tương đương với một cặp súp đôi luôn nha các bạn. Rất là hiệu quả, nhưng mà khi các bạn sử dụng ngoài trời nó không thua kém được súp đôi. Đó, AT118P. Đây là mẫu súp mới. Đó, về tổng quan bộ dàn loa thì gồm có 3 cặp Array IT 4 tấc và một cặp súp đơn IT 5 tấc A118P. Mình quay tận cảnh loa cho các bạn xem. Loa Array IT 40. Mẫu mới rất là đẹp. Và đây là súp đơn IT A118P. Mẫu mới nhất. Mẫu 2018. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái dàn đẩy. Đây, thứ nhất là đi một bộ Microsure UR18D25 mã này. Hiện tại mình đang để rồi chưa gắn vào tủ máy. Và một bàn mixer Dynacon D1000. Hai eco nha các bạn. Hai chương trình, một kênh lấy vợt và một kênh lấy delay. Và cũng là một bộ quản lý nguồn điện IT A8 bảo vệ toàn bộ thiết bị đàn máy của các bạn. Và một cái quất số DBX 260. Và hai cực đẩy IT 8868 sò. Và kèm theo tủ máy 16U. Đây là cấu hình ra 93 triệu cho khách hàng ở An Giang. Dàn loa này thì các bạn có thể phục vụ ở ngoài trời đám tiệc khoảng tầm 500 khách là vô tư, âm thanh rất là hay. Đánh trống, đánh ọc hay là đánh ben gì thì chơi hết luôn nha các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ thử thêm một xíu nhạc sàn nữa cho các bạn nghe. Thank you.
Và bây giờ mình sẽ thử thêm một đoạn nhạc nhạc sống karaoke Bolero nhé. Và bây giờ mình sẽ quay cái phần kết nối dây phía sau cho các bạn xem. Bên mình thì sử dụng dây loa 4 ruột. Đây là một cái dây loa 4 ruột này. Thì cái dây đỏ là bên mình đi xuống cho cái loa xúc. Và cái dây màu trắng và cái dây màu nâu đây, như các bạn đang thấy đây, thì mình sẽ đi vô cái loa array. Đấy, là đang xuống cái array ở dưới cùng này. Và từ cái loa array ở dưới cùng, mình sẽ làm một cái dây line lên cái loa array tiếp theo. Đấy, các bạn thấy. Và từ cái array ở trên này, mình sẽ line tiếp lên một cái array ở trên cùng nữa. Đây là mình đang khai thác tối đa cái công suất của men đấy các bạn. Tại 3 cặp array 40. Đó. Và bên kia cũng tương tự như vậy. Đây là cách đấu dây. Các bạn nào đang xài hệ thống âm thanh này thì tham khảo. Xúc IT. Đây là array. Array bên mình thì toàn bộ là cái phần sau của cái loa này thì nó được siết xuống dưới để khi các bạn hoạt động ngoài trời để mưa nó nếu mà mưa mình từ trên xuống thì nó sẽ không bị vô nước ở trong này nha các bạn. Toàn bộ là âm vô trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.